Rồi, nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha, form thiên nhiên, cây sống khỏe rồi, cây cốt đẹp nhà mình, cây này rất là già nhà mình nha, rất là lực cây luôn. Cây này có mã số là 616, có số đo tổng hoành gốc là 99, chiều cao hết tới thân chính nhà mình nha là 53, cây đang nằm bầu đất rinh là 48. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.800k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm nha. Vườn này VIP của nhà mình. Đây, mặt lũ thép âm luôn nhà mình nha. Âm thân luôn. Cốt này rất là già nha mình. Nhìn rất là lực cây luôn. Cây xanh tươi tốt nhà mình nha. Đây, lũ thép luôn. Lũ thép âm thân luôn nha. Cốt quá VIP. Cây này nhà mình về lên cái chậu cho nó là tuyệt vời nha. Cẩm thị form thiên nhiên. Đây. Cốt của nhà mình. Liền cốt của nhà mình nha. Cái thằng này liền cốt luôn. Nhìn rất là lục nha mình. Rồi mã số 616. 1.800k bao ship. Tên gọi khác là kim cương đen nha mình nha. Cây form thiên nhiên. Cây rất là tương lai nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.